Quý bà con, Minh Toàn đang đi trên cái vỉa hè mà sát với biển. Ở đây thì là hôm nay cá nhân Minh Toàn thấy là hôm nay thì du khách về với cảng quốc tế Tuần Châu rất là ít. Mặc dù các cái xe ô tô Minh Toàn thấy đâu ở ngoài kia rất là nhiều. Và cả hôm nay Minh Toàn các cái con tàu mà đưa các du khách đi Cát Bà, bán đảo Cát Bà hay là đi ra Vịnh Hạ Long cũng không thấy ở đây nhiều. Như đợt trước là Minh Toàn đi ở dọc biển này là có đến hàng trăm cái con tàu đậu ở cái trong cái khu vực này. Đấy. Để đưa quý bà con cô bác chúng ta đi ra bán đảo Cát Bà hoặc là đi ra Vịnh Hạ Long. Nhưng mà đúng hôm nay trên cái khu vực này rất là trống vắng. Ở đây thì là quý bà con cô bác biết ở cái khu vực cầu tàu trước mắt của chúng ta là hình như hầu như là không có mấy tàu, chỉ có mấy con tàu đâu ở đấy thôi. Còn như các cái ngày trước mà Minh Toàn xuống đây thì số lượng tàu đậu rất là nhiều, san sát nhau và du khách ở đây là nườm nượp. Mà hôm nay thực sự là cũng không thấy khách nhiều. Và Minh Toàn đang đi dọc theo bờ biển này để quay lại cái video này, muốn gửi đến quý bà con cô bác để giúp bà con cô bác hiểu thêm về Tuần Châu nói riêng cũng như là Hạ Long nói chung. Đây là một số cái con tàu mà khi mà các bà con cô bác chúng ta đi ra Vinh hoặc đi ra Cát Bà thì chúng ta sẽ lên những con tàu như thế này. Con tàu như thế này thì nó có cái biển số cả, biển hiệu cả. Ví dụ như ở đây là Quảng Ninh, QN Quảng Ninh 2688 này, 35 QN 3838 này, số rất là đẹp. Đấy. Thì khi mà quý bà con cô bác chúng ta về với Tuần Châu để chúng ta đi ra Vịnh cũng như là đi Cát Bà thì chúng ta lên những con tàu đẹp như thế này. Chúng ta đi ra Vịnh thì khi mà lên tàu thì quý bà con cô bác cũng có thể là chúng ta ngồi ở khoang khách hoặc là chúng ta lên trên boong để chúng ta ngắm được cái cảnh biển và được mát hơn. Và đây là một trong những con tàu mà đưa chúng ta đi ra Vịnh hoặc là đi ra Cát Bà. Bây giờ Minh Toàn xin phép đi tiếp để mà gửi đến quý bà con cô bác các cái hình ảnh về cái khu vực này. Minh Toàn ngày hôm nay là dành trọn một ngày để đi quay vlog về Tuần Châu gửi đến quý bà con cô bác. Chính vì thế mà đây không phải là một cái video duy nhất về trong kênh của Minh Toàn về Tuần Châu, mà trong kênh của Minh Toàn có cái danh sách phát là Cuộc Sống Hạ Long. Nếu quý bà con cô bác quan tâm thì xin mời quý bà con cô bác chúng ta hãy vào cái danh sách phát là Cuộc Sống Hạ Long để chúng ta xem các cái video về Tuần Châu nói riêng và Hạ Long nói chung. Dọc theo tuyến đường này thì quý bà con cô bác đang nhìn thấy là sẽ có cái đường đi vòng sang các cái răng dừa bên kia. Đấy, đi vòng sang răng dừa bên kia. Và Minh Toàn sẽ đi một vòng quanh khu này để quý bà con cô bác cảm nhận được các bến tàu của Tuần Châu này. Ngày trước thì ở Hạ Long, chúng ta đi ra Vịnh Hạ Long cũng có bến ở Hạ Long. Nhưng mà bây giờ hầu như là các bến tàu chuyển hết về Tuần Châu. Chính vì thế mà khi mà quý bà con cô bác mà chúng ta muốn đi ra Vịnh hay đi Cát Bà thì chúng ta về Tuần Châu, chúng ta mua vé và chúng ta đi. Ở đây thì bà con cô bác nhìn thấy các cái xe máy mà dựng ở đường như thế này là những cái xe mà lên những người sửa chữa tàu hoặc là những người mà cung cấp các cái dịch vụ, các cái mặt hàng hóa cho tàu. Cũng có thể là nhân viên của tàu đi lên và đi lại ở đất liền. Đây là những cái tàu gỗ thôi, những tàu này là tàu bình dân thôi. Có những cái con tàu xa hoa thì hôm nay Minh Toàn cũng thấy được mấy con thôi chứ không thấy nhiều.
Và khi mà tàu cập bến đất liền thì quý bà con cô bác thấy các cái dây dây buộc ở đây là dây neo đậu tàu để cho tàu đỡ trôi. Ở đoạn đường này là tàu chỉ neo đậu thôi, chứ còn du khách lên là những cái đoạn mà đường xuống nó có các cái bậc cầu thang ấy. Đây ví dụ như những đoạn bậc cầu thang này là khi tàu cập bến thì chúng ta lên những đi lên tàu là đi xuống các cái bậc cầu thang này. Và ở Tuần Châu Hạ Long bây giờ thì đang xây dựng rất là nhiều quý bà con ạ. Đến giờ ở khu vực này mình toàn thấy xây dựng rất là nhiều. Đây là đang xây dựng cái hành lang này. Nước ở đây thì khá là trong xanh. Ở chỗ này rất là hơi khó đi, mình toàn chắc là sợ bị rung lắc video. Rồi quạt rồi, may quá. Mình toàn đang đi quay vlog ở đây là mình toàn đi xe máy cho tiện để gửi những cái video tới quý bà con cô bác. Chứ mình toàn đi bộ quay điện thoại thì mình toàn chưa có cái cầm tay trông rung. Thành nhà sơ điện thoại nó rung lắc. Và đây như quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở đấy là các cái con tàu. Có một số con tàu thì người ta sẽ trang trí đẹp hơn. Ví dụ như ở đây là có con tàu này thì Hải Âu 10 này, thì cũng chỉ là có một số cây xanh thôi. Còn nhiều con tàu có nhiều cây xanh và rất là đẹp. Đây là cái đường vòng biển, nhưng mà ở đây thì mình toàn thấy cái đường này sụt lún rất là nhiều, bởi vì là ở đây thì nó gần biển và đường này ngày xưa nó là biển, đường mà chúng ta đang đi đấy thì ngày xưa nó là biển thì họ đắp đất lên như thế này, chứ còn không, nó không phải là một cái hòn đảo có sẵn. Đường ở đây rất là khó đi quý bà con. Mình toàn xin phép đi lên đoạn này đi. Đây, mình toàn xin phép đi xuống dưới cái mặt đường này để mình toàn quay được cái hết trọn vẹn cái âu tàu này, cái vùng tàu này đến với bà con. Tàu ở đây thì được đặt theo những cái tên rất là mỹ miều, ví dụ như Phượng Hoàng, Biển Nhớ, những cái tên rất là mỹ miều, nghe rất là dễ mến. Đây là tuyến đường mà ở phía bên ngoài chúng ta phải đi vòng từ bên kia mà chúng ta đi vòng sang đây đấy quý bà con. Và bên này thì thực sự du khách ít khi mà sang đây, lượng khách ít khi mà sang đây để lên tàu, chủ yếu là chúng ta lên ở man phía bên kia. Đây là những cái chỗ mà tàu đậu thôi, chủ yếu là tàu đậu lại.
Và hình như là hôm nay là cái lượng tàu đi ra Vinh hết rồi với bà con. Cái lượng tàu ở trong khu vực này hôm trước mình toàn thấy nhiều lắm. Bên này có một cái nhà hàng tạm thời để cho công nhân vào ăn. Đây, và còn cô bác có thể này, Hải Long, cái đoàn tàu của Hải Long. Ở đây thì có các cái đoàn tàu có các tên, ví dụ như là Hải Long thì có Hải Long 1, Hải Long 2, bài thơ có bài thơ 1, bài thơ 2. Đó. Và đây là cái khu đất mà đang quy hoạch với con cô bác Ngọc Châu. Dự án Ngọc Châu. Đây, tàu này thì trang trí khá là đẹp hơn. Ở đây thì có các anh công an vừa tập dân tập cứu hỏa xong. Dân tập cứu hỏa trên tàu ấy. Và đây mến thưa bà con cô bác ở đây. Chúng ta đi ra đây là ra cái vùng đất này, phải nói khá là đẹp, khá là rộng. Đằng này xây dựng cái gì cũng khá là hoành tráng. Đây, đây là có cái vùng đất chúng ta đi ra biển. Rồi, vùng đất Ngọc Châu này khá là rộng với bà con của bác ạ. Để mà đi hết được cái vùng đất này thì mất khá là nhiều thời gian luôn. Ở đây có đội phòng cháy chữa cháy. Mình toàn xuống đây, mình toàn quay cái khu vực này xem để gửi đến các bà con nhé. Đây là cái đoạn này, thấy khá là nhiều tàu cao tầng. Đây là cái phà với bà con, cái phà của đội phòng cháy chữa cháy thì đúng hơn. Đúng rồi, nó là một cái phà. Phà to hết nhỉ. Đây là cái phà. Tàu này khá là đẹp. Ở trên này các cây cối, người ta trồng cây rất là mát. Đây, khi mà chúng ta đi ra Vinh hoặc đi Cát Bà thì chúng ta cũng có thể lên các cái boong tàu này. Đây, các cái boong tàu này để chúng ta ngồi, chúng ta ngắm biển. Đằng này thì các anh cứu hỏa đang còn diễn tập cứu hỏa. Khu xa xa bên kia là Minh Toàn đã đi và đã quay video về cái khu bên này rồi, khu bên kia rồi, khu bên kia.
bây giờ mình toàn đi quay ở khu vực bên này. Cái buồng lái, cái ghế lái kia đấy, chúng ta thấy nhìn ở thấy đấy là cái buồng lái tàu ấy. Và khi mà chúng ta đi tàu thì chúng ta lên các cái khoang mà có bàn ghế này chúng ta ngồi. Đây là một số con tàu mà chạy về neo đậu hoặc là đưa du khách đi tham quan du lịch. Dọc âu tàu này cũng khá rộng các bà con. Thì ở Hạ Long này thì có cái bán đảo quốc tế Tuần Châu, là cái bán đảo mà Minh Toàn đang quay video ở đây. Thì riêng bán đảo này thì quý bà con cô bác là thường thường chúng ta đi ở man bên kia đấy, cái man đấy, và chúng ta lên tàu chứ ít ai mà lên phía man bên này, bởi man bên này đang xây dựng và bên này người ta gọi với một cái tên rất là sang trọng và mỹ miều, đấy là khu vực Ngọc Châu. Và sau này cái khu vực này nó sẽ phát triển rất là mạnh mẽ với những cái dự án mà Minh Toàn cùng với chúng ta đang xem ở trên các hình ảnh này. Thì Toàn tin là sau này về tương lai ở cái Ngọc Châu này phát triển rất là tuyệt vời. Đây chính là cái dự án khu đô thị cảng Ngọc Châu. Và đây là các con tàu mà neo đậu. Sau này là chúng ta cũng có thể đi vòng phía này để chúng ta lên tàu. Nhưng mà khu Ngọc Châu này là một trong những cái khu mà quý bà con cô bác không biết được, bởi vì là quý bà con cô bác nơi xa đến thì chúng ta hầu như là đi ở man bên kia chúng ta lên, chứ còn đi man bên này thì không biết được. Chính vì thế mà hôm nay Minh Toàn xin phép đi sang bên này, cái nơi mà chúng ta đang đi đấy, để Minh Toàn quay lại cái khu vực này gửi đến quý bà con cô bác. Bởi vì nhiều người cũng có người bảo Minh Toàn là nhờ Minh Toàn đi quay cái phía bên này, thành ra Minh Toàn cũng đi quay phía bên này luôn. Thì đây là cái phía mà ít người để ý đến. Đây, ở bên này thì mới được có hai căn nhà này là nổi lên quý bà con. Còn các cái nhà này là nhà chờ hoặc là các cái trạm lưu động, các cái trạm dành cho cứu hỏa hoặc là an ninh. Đấy là các cái nhà này. Đất này rộng thế này và còn rất là rộng. Ở Minh Toàn đi cũng khá là xa trong này. Từ phía đằng góc kia, Minh Toàn đi vòng đến góc này, đây biển. Đấy, cái bà con của bác có thể thấy được cái đường đi sang
sang cảng Ngọc Châu này. Ở phía bên khu Ngọc Châu này đường xá rất là rộng. Cái này thì đường 4 làn đường. Sau này kè vạch là 4 làn đường. Quý bà con các bác có thể nhìn thấy khu xa xa kia là có những cái mái nhà. Đấy là cái khu mà dân sinh sống cũ, người dân cũ của bán đảo Tuần Châu đang sinh sống ở đấy. Còn đằng trước mặt chúng ta là cái khu Tuần Châu Bắc, cái khu vui chơi giải trí của Tuần Châu mà có quận đầu quận bán. Còn nhà đồ sộ trên kia thì mình toàn chưa lên, bởi vì là nhà đấy thì là đang xây dựng, mình toàn chưa lên nên chưa biết được. Về với Tuần Châu hôm nay thì rất là vắng này, ít du khách lắm, mà chủ yếu vào cái mùa này thì không phải là mùa du lịch, thì du khách về với Tuần Châu thì chủ yếu là du khách quốc tế thôi bà con ạ. Đây bà con có thể nhìn thấy được cái khu này đang xây dựng. Trong này thì họ đang lắp các cái quả núi nhân tạo. Đây là đi vào cái khu mà dân sinh sống, dân sống ở đây. Nhưng mà hầu như dân sống ở mặt bên kia, con mặt phía bên bãi biển này thì người ta đã mua đất, mua lại hết rồi quý bà con. Người ta đền bù, người ta mua lại hết rồi. Gặp cô dâu xinh đã ăn mặc hẳn hở đối y luôn.
ơn quý bà con cô bác. Nguyễn Toàn đang có mặt tại bán đảo quốc tế Tuần Châu, và hôm nay Nguyễn Toàn đang xem cái con máy bay này nó xuống nước. Một điều mà Nguyễn Toàn bây giờ mới được nhìn thấy rất là lạ. Wow, con này đi xuống nước rồi.